Cả hai thẻ vàng huấn luyện viên Park Hang-seo nhận đều do hành vi phản ứng và tranh cãi với quyết định của trọng tài. Nếu chiếc thẻ vàng đầu ông nhận trong trận lượt đi với Thái Lan xảy ra trong tình huống học trò Bùi Tiến Dũng va chạm với Chanathip và bị tiền vệ Thái Lan chơi tiểu xảo nhưng trọng tài lại có quyết định sai và ông lao ra tranh cãi với trọng tài thì thẻ vàng thứ hai do ông bảo vệ Hồng Duy. Trong trận đấu với Malaysia đêm 11 tháng 6, ức với việc Hồng Duy bị cầu thủ nhập tịch to cao của Malaysia chơi xấu, chơi phạm lỗi và hất văng Duy ra ngoài đường biên, thì ông từ trong lao ra phản ứng mạnh với cầu thủ đối phương và cả trọng tài. Kết quả là ông Park nhận thẻ vàng thứ hai và bị tước quyền chỉ đạo trận chung kết bảng với chủ nhà UAE. Trước ông Park, huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia cũng bị truất quyền chỉ đạo trong trận UAE-Indonesia và cũng đều là huấn luyện viên người Hàn Quốc. Việc không có thẻ Park trên ghế chỉ đạo trong trận UAE sẽ là một thiệt thòi lớn cho các học trò của ông trong việc phải tìm ít nhất một điểm để đứng đầu bảng G, nhận vé chính thức vào vòng loại World Cup 2022 thứ ba khu vực châu Á. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.